Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng ứng dụng tiếng Nhật bài 8. Bài 9. Học từ vựng ứng dụng tiếng Nhật bài 9. Số 1 nghĩa là gia phương vê lư. Gia phương vê lư nghĩa là rách phá. Gia phương vê lư nghĩa là thua thất bại. Số 2 nghĩa là tà mê rư nghĩa là tiết kiệm để dành. Tà mê rư nghĩa là dồn lại. Tà mê rư nghĩa là sửa chữa nắng chỉnh. Số 3 nghĩa là sa sư là đâm chích. Sa sư nghĩa là chỉ đường. Sa sư là cắm qua phích. Sa sư là gương chiếu. Sa sư nghĩa là lóng mặt trời, lóng dạng mặt trời. Sa sư nghĩa là nhỏ. Đó. Sa sư nghĩa là bãi cát. Bốn là coca nghĩa là đồng xu tiền xu. Coca nghĩa là hiệu quả, hiệu ứng. Coca nghĩa là giá cao. Coca là hạ cánh. Coca nghĩa là giao thông trên cao. Coca nghĩa là đông lại. Coca nghĩa là sự đánh giá. Coca nghĩa là bách khoa.